Alo ạ. Alo Linh ơi, anh hỏi tí, chị Nguyệt có bên nhà em không? Chị Nguyệt không có ở nhà em đâu ạ. Anh cảm ơn nhé. Chị Nguyệt không có ở nhà. Chắc Nguyệt đi ra ngoài rồi em ạ. Sao đấy? Tối nay em qua với anh nhé. Bàn tay thấm hết nào nếu giữ được chữ duyên. Đời chẳng an yên, tất cả cũng bởi vì bạn.